Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Hôm nay thì tiếp tục Xuân Đình lại giới thiệu đến toàn thể anh em những cái cặp loa hát mới về tại cửa hàng của Xuân Đình. Và Xuân Đình thì rất ít khi bán những cái dòng này, nhưng mà nếu khi đã bán là toàn lựa chọn những cái hàng nổi tiếng cũng như hàng thương hiệu để phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc, tránh hàng giả hàng nhái. Và trên màn hình quý vị các bạn đây gồm có những cái cặp loa Audio Technica, là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và những dòng này thì thiết kế là chuyên dòng loa hát cũng như nghe nhạc thì đều là rất là hay trong cái tầm giá cũng như cái sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em về hát karaoke gia đình. Thì những cái dòng loa Audio Technica này thiết kế của nó là loa 3 đường tiếng, một bát 20, 2 tép. Thùng của nó thì được bọc một lớp meca bên ngoài nên rất là chắc chắn, và cái độ bền của nó thì khá là cao cho anh em. Toàn bộ mặt của nó là lưới sắt, và các cái tem này là tem được tem đúc chứ không phải là tem quét sơn như những cái dòng hàng nhái. Mình sẽ quay thật gần để anh em nhìn qua những cái dòng này. Loa rất là đẹp. Kích thước của nó là chiều ngang 40, chiều cao 25. Và loa rất là nặng và chất. Và những dòng loa Nhật này thì đều được sản xuất tại Trung Quốc. Đây mới là hàng chuẩn. Và nó hàng Nhật thì nó chỉ dòng những loa Nhật bát 20 thôi, chứ nó không thiết kế ra những dòng bát 25, 30 như những dòng loa của Trung Quốc đâu. Tổng quan hôm nay Xuân Đình về được 8 cặp, nhưng chỉ đang giới thiệu cho anh em 4 cặp vì diện tích phòng nó không lớn nên mình chỉ quay tạm cho anh em để được nhìn biết thông tin cũng như giá của sản phẩm này. Thì cái model của dòng này đó là Audio Technica ATKSB 90. Xuân Đình bán với giá là 3.200.000 đồng, hàng ship toàn quốc và giá không bao ship. Những dòng loa này thiết kế là loa trái phải đầy đủ hết, loa R và loa L đầy đủ luôn. Và những cái dòng này thì công suất nó rất là lớn, của nó đến 300W một loa, nên anh em cái phòng tầm khoảng 25-30m² thì chỉ cần một cặp loa này là anh em có thể hát karaoke ngon lành rồi. Hình thức thì Xuân Đình toàn là những hàng lựa chọn nên khá là đẹp. Và đây là ruột gan ở bên trong của những cái dòng loa này. Đây là loa bát cổ này, 500 kép 2 tầng. Và nhà mình thì không bán đồ nhái luôn, cam kết là hàng chuẩn 100%. Xương đen nhìn nhất được. Thiết kế nhìn rất là đẹp. Củ từ rất là to, 500 kép. Loa tép cũng vậy. Và đây là phía bên trong thùng. Toàn bộ là bông sợi thủy tinh tiêu âm. Và có cả phân tần ở phía bên trong đây. Những dòng loa này thì chuyên phục vụ anh em nghe nhạc. Chuyên phục vụ anh em hát karaoke. Nên nó chịu tải rất là tốt. Tuy là bát 20 thôi nhưng mà đánh rất là uy lực. Sau đây thì Xuân Đình xin mời anh em cùng thưởng thức. Xuân Đình sẽ test nhạc cho anh em nghe thử về những dòng này. Đây hiện tại là đang đánh có một đôi. Mùa thu là thu vàng ua, ôi mùa đông gió
tiếng của những dòng này khá là tốt. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582. Rất mong được toàn thể quý vị xa gần đến trực tiếp để xem test với những cái sản phẩm mà mình đã lựa chọn. Một lần nữa, Sơn Tùng xin được báo giá lại với cái sản phẩm loa hát karaoke hàng Nhật bãi sản xuất tại Trung Quốc. Sơn Tùng bán với giá là 3 triệu 200 nghìn đồng, hàng ship toàn quốc và giá không bao ship. Cam kết là giá rất là hợp lý so với thị trường rất là nhiều. Và ngoài ra thì anh em có thể tìm hiểu thêm về những dòng Audio Technica này trên mạng, đều có cái thông tin của nó. Đây là hàng bãi của Nhật và được sản xuất tại Trung Quốc. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào.